đẹp lấy cái xuồng đi hái dừa gì rồi mà chẳng lẽ chờ nó về rồi chảy hẹn nữa sao? Ướt hết rồi. Đi tôi qua đây rồi. Tôi tính hết rồi. Mỗi lần qua đây là chuẩn bị bộ đồ, quà của mà chào nó nha. Khô chào tôi xíu. Thay bộ đồ đã. Rồi. Thay ướt ướt bệnh chết ông ơi. Trong xóm á cái sao? Nó mai mấy cái màn cho tôi rồi sao nó còn dư miếng vải rồi không ai nổi cái áo nó quất qua cái quần luôn á. Ủa mà sao tự nhiên mai đồ này cho ông? Thì mai nó định mai cái bộ đồ, nói là mỗi lần con biết mà chú hay qua thăm thiếp đó là thế nào cũng phải ướt bộ đồ đó, nhất là cái quần đó, nó hay bị ướt đó, sợ bị lạnh. Nó mai đến đỉnh mai bộ đồ cho tôi á, mà nó không mai nổi bộ đồ thôi, nó mai cái quần chắc ăn nó cái quần hơn áo. Trời ơi là trời. Nãy giờ coi quà tôi gửi cho bà chưa? Gì đây? Khô cá sạc. Giả bộ vậy thôi, cầm là biết liền ha. Có mấy khô cá sạc ngon đem qua đây cho bà, biết chi không, bà để dành bà ăn cơm đó. Còn tôi có nướng con khô nè đó, để mà nhậu. Ủa mần xây đâu rồi bà? Chàng ơi, mấy ngày nay không biết mần chuyện đó. Gì mà cứ rậm rà rậm rực đi lên xã nè. Vậy sao? Ừ đó, rồi nó hỏi chuyện gì con, nó nói từ từ rồi sẽ biết, mà thấy mặt mày nó bí hiểm lắm ông ơi. Vậy hả? Ừ. Tưởng có nó rủ nó đây ngồi nhậu chung mới vui. Ôi chàng đó. Ơi nói nghe nè. Hả? Sao mà không để dành ở nhà mà ăn, mà đem chi qua hết trơn hết trọi vậy nè. Nhà có ai đâu, có mình tôi à. Đó, thì ăn cái gì mà không được. Ba cái khô mình đem qua đây nướng á, biết chi không? Đó, có bà, có thằng say nó ngồi nhậu. Ê, hả? Tôi nhớ bà có chai rượu gì phải không? Rượu chuối hột. À, đâu rồi? Đây nè. Đâu nào, cái nào đâu? Em ra sẵn đây rồi. Làm sao mà quên được đó. Biết là ông mê cái rượu chuối hột của tôi ngâm lắm, hiểu không? Uống ai cho nè, đỡ nhức mỏi. Trời đó. Ơi, tôi chuẩn bị sẵn sàng hết ông ơi, không có thiếu gì hết. Cá sặc cái này kia nó dữ. Rồi như bữa nay là tôi với ông nhậu nha. Rồi cha. Nhậu nha. Thôi quá. Đây. Nói thiệt với bà nha. Sao? Mỗi lần nghĩ cái chuyện này buồn quá. Sao buồn? Phải chi ngày xưa tôi với bà mà lấy nhau sớm thành chồng thành vợ, nó đâu có gian nan vất vả như bây giờ. Thì cũng vì cái cây cầu không có, cho nên là tôi với ông không thể nào thành gia thất. Ông biết không? Cũng vì cái bến sông này mà tôi với ông thương nhau, mà cũng vì cái bến sông này mà tôi với ông phải đành xa nhau. Ông nhớ không? Thì đó, bà thấy á, bà nghĩ đi, hồi đó còn trai trẻ tôi cũng hay giận lẫy, nghe bà sắp lấy chồng, nghe cha mẹ bà chuẩn bị gả bà cho người khác, cứ tôi giận tôi bỏ xứ tôi đi, đi cho đã mấy chục năm quay về, tôi tưởng bà có con có cái gì nọ rồi, ai ngờ đâu bà vẫn chờ tôi, vẫn đợi tôi. Vô duyên. Thế là không lẽ là tôi không chờ ông? Đó, tôi không chờ ông giờ dám ngồi đây là uống rượu rồi khinh vậy nè. Nhưng mà bà vẫn chờ, mà bà vẫn đợi tôi mà tôi rầu ghê, không biết sao mình không đến nhau được. Ông nhớ không? Làm sao mà đến được? Cái con sông này là nó có một cái cơn xoay nước xoáy là nó mạnh nhất, ông hiểu không? Làm sao mà mình mà hồi xưa đâu có cái cây cầu được, đâu có xuồng, có ghe, có gì đâu, chèo sợ chết bà luôn. Rồi ba má tôi mới nói chứ, chàng ơi, gả con mình đi làm chi mà nó cực khổ dữ.
rồi làm sao mà đi thăm con, nguy hiểm quá. Thành ra thôi, gả đứa nào ở gần ấy, mình ơi chăm lo nó, rồi thăm nom nó, rồi cháu chắc nó, rồi khi nọ cho nó dễ chịu. Bởi vậy cho nên là mới bắt tôi gả cho người gần đó chứ. Mà tôi đâu có chịu. Không lẽ giờ tôi bỏ ông sao, ông thấy không? Tôi hiểu à. Rồi thôi, cái tôi mới nói à, thôi trời, chờ chừng nào mà ba má tôi rồi coi như là đi bát muối, đi theo ông, theo bà, cứ sống mà 100 tuổi thì lúc đó là tôi chờ đến lúc mà tôi lấy ông. Ai về linh thiệt ông ơi, linh quá mấy cha. Tía tôi không 100 tuổi, má tôi sống hơn 90 tuổi, mới là đi theo ông theo bà lúc đó là tôi hơn 60 tuổi rồi. Rồi giờ sao ai lấy tôi nữa, anh ta phải chờ ông thôi, đúng không? Chứ không thì tôi lấy chồng tôi cũng chờ ông đâu. Tôi biết vậy chứ. Cũng may nữa nha, may là tôi có đứa con nuôi, con chị chính xây á, chứ không thôi tôi buồn chết luôn á. Ôi bà nhắc cái chuyện ngày xưa, bà nhớ không? Sao? Hồi đó tôi với bà hay hẹn nhau mà đêm xuống, nhớ không? Ừ. Mỗi lần hẹn bà á, tôi phải giả hết con thú này con thú nọ. Ba hồi thì giả mèo, ba hồi giả chó. Nhưng mà giả phải theo ngày, theo theo đêm nghe. Con nào nó phải theo giờ giấc đó nha. Con lần mà nhớ không? Khuya rồi mà tôi hẹn với bà sao mà tôi quên. Tôi làm tiếng gà gái. Trời ơi, ba má bà kêu kinh hoàng luôn. Nó tưởng quái vật ở đâu xuất hiện. Có lần bà nói thôi bây giờ tối nay giả ma đi. Bà kêu giả ma tôi biết giả làm sao. Hả? Bà uống trời ra đi. Bà nhớ ngày xưa không? Cũng ra bờ sông vậy nè. Cái bà ngồi kế bên tôi. Ôi cái bà xõa tóc xuống. Cái mái tóc của bà nó dài, nó mượt mà nó đen ống, nó đen. Ủa sao kỳ vậy bà? Sao kỳ? Ủa tóc bạc của bà nay đâu mất tiêu hết trơn mà xong nó đen thiệt. Đừng nói là tôi uống vô tôi nhìn không ra nha. Vô duyên. Biết sao không? Thấy tóc nó bạc quá đi. Rồi cái cũng tiếc nuối ngày xưa. Nhuộm. Nhuộm mình đẹp dữ vậy á. Nhuộm. Bà xấu nha. Sao xấu? Bà nhuộm mà bà không rủ tôi nhuộm chung. Đâu mà muốn mình tôi. Nói nhỏ thôi. Bữa nào dẫn ra chợ kêu tụi nó xịt thuốc nhuộm cho. Ủa đi ra chợ hả? Ừ. Mắc cỡ. Chứ bằng sao? Tôi vậy? Tưởng bà ở nhà rồi bà tự nhuộm mới. Ai biết được. Đâu nè. Bây giờ, bữa nào bà về đây đi, thấy không? Rồi bà mua thuốc nhuộm mà nhuộm cho tôi chứ. Tôi ra chợ. Nhưng mà chợ tụi nhỏ nó chọc tôi chết. Vô duyên quá cha. Tự nhiên đang tả người ta hồi xưa tóc đẹp tóc mướt làm sao, tự nhiên đang vô cái trữ tình rồi cái ta đang mênh ma, ta nhớ lại ngày xưa ta còn đẹp cái tự nhiên cái ngưng lại rồi cha. Quên. Trời. Làm thêm miếng nữa đây. Đà, đây. Xỉn rồi cha ơi. Xỉn cái gì? Mà sai rồi thì nằm đây, đó, ngủ ha. Đây bà nhớ không? Dạ. Bà nhớ ngày xưa ha, cái mỗi lần bà gặp tôi ha. Ừ. Cũng bên bánh sông rồi nè. À, bà xỏ tóc xuống già. Đẹp. À, tóc đen mượt à. Rồi á là tôi á là hái bông lục bình á là tôi cài trên tóc của bà nhớ không? Sao à, quên. Quên nha. Nói là phải làm. Cũng dạ. cái đi. Đó. Dạ ha. Hái bông lục bình. À, cài lên tóc của bà. Dạ ha. Chàng ơi bây giờ xỉn xỉn rồi mà cứ lội xuống mà hái được hay không được cái rồi rủi mà trợt chân rồi trôi cái tôi không có mà vớt lên được đâu đó nha. Yên tâm đi, trời ơi rớt xuống một tấm nữa. Yên tâm đi nè. Được không á nè. Ngon lành, ngon lành. Chính tay được không phải chính? Khiêu khiêu tới à, khiêu tay lại tới à. Được không? Chính. Từ từ bà. Ba. Gì vậy? Bà. Gì vậy? Chúng phải hái bông lục bình bà là sao? Rồi cái gì vậy? Tôi vớt được cái chai à? Hả? Tôi vớt được cái chai rượu ngoại mà chai rượu không? Ủa? Đã nghe, đã nha. Mà ông vớt làm cái gì? Đây, bà không biết gì hết. Bây giờ lấy cái chai rượu chuối này ha. Ừ. Cái mình đổ rượu chuối vô trong cái chai rượu ngoại. Ừ. À, cái mình lấy cái chai ngoại ngoại này cái mình cầm rót ra. Chị trời ơi, mấy đứa nhỏ mà đi ngang thấy tôi bà nhậu nổi da gà.
sao nổi da gà. Nói này tôi với bà giàu có làm sao mua rượu ngoại nhậu. Ngồi ở đây nhậu mà tưởng giống như mình nhậu ở nhà hàng mà mấy sao á. Được không? Già được không? Rồi mới lường gạt người ta cha ơi. Lường gạt cái gì lường gạt? Nói thiệt với bà nha. Sao mà mỗi lần tôi nhìn bà cái tôi nhớ cái bài hát ngày xưa quá. Xả tóc ra nha. Cái bài hát này mà tôi hát được đâu bà nhiều tôi đến đó nha. Rồi chưa? Rồi. Rồi xả tóc ra nha. Rồi ủa rồi sao hái bông lục bình. Rồi. Bây giờ tôi hát cho bà nghe bài này. Rồi bài hát gì? Xong thì cái bài kỷ niệm của tôi với bà đó. Rồi xong đó tôi mới hái lục bình á cà lên tóc của bà. Không? Trời làm sao mà tôi quên được cái bài hát đó hả ông? Nghe tôi hát nghe. Ừ. Cây cầu tình yêu bao năm vẫn đợi mong. Nỗi niềm thương nhớ chất chứa trong tim ta. Anh lại về đây ôm bao kỷ niệm. Anh lại về đây gọi thầm tên em. Người ơi, nếu về quê hương anh là đây, nếu về quê hương anh đây. Cái bài này là cái bài thương về miền Trung mà. Ờ thì thương về miền Trung thì có gì đâu, miền Nam miền Trung miền Bắc miền nào cũng đất nước mình hết mà. Bây giờ chờ tôi nha. Bà chờ tôi đi rồi tôi mở cái nắp chai này ra. Rồi. Tôi mở nắp chai xong cái mình chế rượu chuối qua cái chai này. Ừ. Cái rồi cái mình chế cái rượu chuối từ trong cái chai rượu ngoại này cái ra mình uống mình cho. Uống trời. Lối sớm nó thấy mình nó nải chơi, nó nải chơi. Đổ đi. Đổ đi. Hai em. Hát tiếp đi chứ. Nhậu. Nhậu nè. Ủa? Nhậu với anh. Nhậu với ta. Nghe chưa? Ai đây? Tự nhiên à. Ông. Ông ơi. Ông ở đâu vậy? Ông đâu mà tự nhiên ông lấy chai rượu tôi ông nhậu như vậy? Ông nào? Ông phải kêu là thần. Thần hả? Thần trai. Thằng trai biết chưa? Thằng trai. Ủa chứ ông không phải là ông nội ông ngoại gì của mấy đứa trong xóm hả? Ủa là sao? Thằng trai là sao? Thằng trai tên lạ dữ hả? Có gì đâu lạ. Ở trong trai chui ra thì gọi là thần trai. Ủa cha. Ủa sao kỳ á? Mắt mới gì ở ngoài không ở chui vô trai làm chi? Chẳng phải ai đồng trai. Nói tới mà ghét. Còn bực mình hên. Dễ hiểu quá. Ta bữa nọ bay ra cái nước kia thấy có thằng đang ngồi uống rượu. Cái chai này nè đẹp quá. Nó uống còn ngon lắm. Ta muốn nếm thử. Biến chui vô. Nếm sao? Thử ai về nó đẩy nút chai lại. Nó ra bờ sông. Nó nhảy xuống sông. Rồi thằng đường đó không biết bờ mà... Nó chìm luôn. Cái gì nó vậy mà cũng không hiểu được nữa. Nó nói chìm mà còn ông chìm nằm... sao được chìm. Có người tới vớt nó lên. Còn ta nằm ở trong cái chai. Là ông sùm. Không ai vớt ta lên. Rồi ông nổi lên. Thế là nước hả? Ta mới trôi riết tới đây. Mới gặp hai người. Ủa? Vậy là hồi nãy là tôi vớt cái chai lên là vớt ông luôn hả? Ừ, chính vớt cái chai này lên. Ông nằm trong mà chính không biết á. Ủa mà sao nãy tôi nhìn vô trong cái chai đâu thấy ông đâu? Thì bây giờ ta biến ra cho người thấy. Người ta thần mà ông bao nhiêu tuổi rồi ông? Mới có 1000 tuổi. Thầy ơi. 1000 tuổi ở trong cái chai này đó hả? Ngàn mà tôi ổng ngang nha. Trời ơi mình có mấy chục mà mình ngang ơi, ở trong vậy mà không ngọt chết ha, hay ghê. Nè ông ơi. Ơi. Vậy ông là thằng phải không? Ờ. Như vậy là tôi cứu ông thì tôi được gì không? Được điều ước. Nghĩa là ai có công cứu được ông thần nào đó thì được thực hiện một điều ước. Bây giờ vậy đi. Bây giờ
Bây giờ vậy đi, bây giờ hai đứa mình ướt đi. Ông cho một điều ướt kìa, giờ ướt đi. Ông bây giờ tôi ướt ra. Ướt gì gì. Cho bà tự do. Ông thần. Nghe nè thần ơi. Ướt trường sanh bất tử là tôi trẻ hoài, tôi không già. Tóc chưa không cần nhuộm nữa, nó cứ đen hoài, đen ướt như xưa vậy đó. Cái bà này háo sắc chứ gớm luôn. Bà cứ mong trẻ hoài, đẹp hoài. Rồi bà sống vậy rồi tôi với bà sống rồi cái lòi nanh ra. Rồi thành quỷ hả? Sống gì mà sống dữ vậy? Vậy thôi ha. Ướt khác đi. Bây giờ tôi ướt khác nha. Ông Thông. Ông nghe nè ông Thông. Ướt là tôi có nhiều tiền, thiệt là nhiều giàu ơi là giàu. Chơi vậy? Bây giờ chị xây nhà xây cửa tôi ông ở cho sướng. Bây giờ ha, bà có nghĩa là nhà cao cửa rộng tiền bạc nghĩa là ê hề nữa. Rồi mai này chết rồi có cầm theo xuống được với mà âm phủ không? Vậy ước gì vợ? Ước cái gì mà mình có lợi ích cho mọi người hả? Cho cả mình, cho mọi người xung quanh. Nó hay à, bà... Ước gì vợ? À, đúng rồi. Ước cây cầu. Đúng vậy. Thằng ơi, thằng ơi. Xong. Cái này là đầy ý nghĩa nha. Đúng vậy, ông nghe, bây giờ tôi ước một cây cầu. Cũng vì cái cây cầu này mà coi như tôi với ổng không có lấy được nhau đó. Mà cũng vì cái cây cầu này mà tôi với ổng phải chờ đợi nhau cho đến bây giờ. Đúng rồi. Mà cái đó là cái chuyện hồi xưa. Cái chuyện này mới quan trọng nè. Cũng vì không có cây cầu mà mấy đứa nhỏ đó nhiều khi nó đi học á, ông biết không? Ngồi trên cái xuồng thôi chèo tới nó cực khổ tội nghiệp lắm, nguy hiểm lắm. Rồi gặp mấy mùa mà mưa bão nữa. Trời ơi, sóng gió mà trên sông thì nó dữ lắm. Vì là không có cái cầu cho nên bà con làm ăn khó khăn lắm. Cho nên bây giờ hai đứa mình đúng rồi. Ước ra ông biến cho cái cầu đi để mà thuận lợi mà giao thông nó phát triển rồi đi tới đi lui rồi học hành rồi nghĩa là buôn bán nó cũng dễ dàng nữa. Vậy đó rồi xong rồi. Bà con không có cây cầu rất là tội nghiệp. Đúng rồi. Mấy đứa nhỏ mà đi học cũng không có cây cầu cũng tội nghiệp. Đúng. Đi qua cái ghe nhỏ xíu về cũng nguy tội hiểm. Nghiệp. Nguy hiểm lắm. Nhất là cái mùa mưa bão. Thôi bây giờ để đây. Ta đi. Đi đâu? Ông biến rồi đừng đi. Ông đi đâu hả? Biến chi? Ta mới trôi ở ngoài kia kìa, hình như có cái chợ gì đó. Ở đâu? Ta trôi cái chợ huyện đó. Rồi sao? Thấy có cây cầu như hai người tả đó. À. Bây giờ bay ra đó, bứng cái cây cầu, đem về đây có gì đâu khó. Trời ơi! Không có được. Nghĩ sao vậy? Khổ ông quá. Dân ở đây đó là thiếu cầu đi tới đi lui, thiếu cái chuyện mà cầu để mà đi giao thông. Mà bây giờ ông bứng cái cầu ở ngoài mà chợ huyện. Thì dân huyện người ta đi. Rinh về đây, trong ngoài chợ huyện người ta có cầu đó, ta đi. À, nó cái có lý ha. Chỗ có chỗ không như không. Bây giờ là ở đây các người có cây cầu. Ở ngoài kia là bị mất cây cầu. Đúng rồi. Là coi như là người này mất người kia có là coi không có công bình. Đúng rồi. Thôi bây giờ thì làm thêm chứ, tự nhiên bứng chỗ này bứng chỗ kia. Ở đây địa phương đây không ai biết là làm là xây được cái cây cầu hay sao. Có vận động bà con địa phương có cái công trình là xây cái cầu nhưng mà có đóng góp nhưng mà không có đủ, thiếu tiền mà cũng có người ta không chịu, nhưng mà giờ có chịu cũng không đủ tiền. Bây giờ ông hô biến thì có tiền. Đúng rồi. Có tiền nhiều đi rồi mới hô biến cho có cây cầu đi. Thôi, nhanh đi. Lên thôi đi bà già ơi, thần thánh chúng ta làm gì có tiền mà cho chứ sao. Chỉ có can con người, phải tin vào con người. Con người phải thực hiện đóng tiền vô xây được cái cầu mới đem lại được hạnh phúc cho con người mà thôi. Ủa ông nói gì kỳ vậy? Ông không biết được cái cầu không? Ông là thần mà ông không biết biến được, ông biết cái gì? Chưa học được cái phép biến xây cây cầu thì bị nhốt vô cái chai này rồi. Thì làm sao mà biến được? Vậy chứ ông làm được cái gì? Ông thần ham nhậu à. Nghe đi. Sao? Ta chỉ biết làm phép đẹp thôi. Làm sao? Nó đẹp nữa. Dễ hiểu quá mà không hiểu. Như cái thằng này mập lên đây là biến cho nó ốm lại. Cái vậy? Cái cô này nè, lùng nè, là phép biến cho cao lên. Trời, cho bả thành người mẫu hả? Biến sửa sắc đẹp toàn diện. Trời ơi. Thôi, biết... chúng tôi không có cần cái gì mà về mà cái đẹp cá nhân. Cho chú tụi tôi, cho tụi già rồi cần gì thì đẹp cần cho mọi người thôi. Rồi giờ ông làm được hay không, ông nói một tiếng. Ta nói không có làm được. Bây giờ ta chỉ có một cách thôi. Cách gì nè? Cách gì? Ta làm sao chỉ giúp cho con người đóng tiền vô, góp công góp sức xây dựng cái cây cầu thì ta làm được. Vậy thì giờ mừng đi. Thì hô biết. Người xuống đứng chỗ đó không được.
cây rồi sao chụp. Đứng coi rồi chúng ta đứng coi. À, cười coi nở nụ cười thỏa mãn coi. À, rồi 2 3 quá dễ thương chưa. Chú 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 chú. Ăn xôi đi. Xôi ngon không? Ngon, lấy xích chụp hình. Ngồi được rồi đi. Lát là chụp tắm trả tiền cho. Trời. Chụp nào. Ngồi đây đưa cái mặt vô đông mâm thịt cho ta chụp cho ta rồi. Trời ơi. Sàn cái mâm xuống dưới. Chút trả tiền. Thôi khó quá cho mượn chụp chút đi lát. Buôn bán mình sàn cái đít lên à. Lát chụp cho tấm hình trả tiền. Cảnh sát nha. Rồi vậy đi rồi. Vô nè. Chỉ le cái lưỡi ra các coi. Ôi trời đừng ghê quá thịt sống á, đừng lỡ mồm lông móng á. Rồi nè. 2 3. Hay quá mà nó ép cái đi lão à. Chụp này ha. Sao? Gái mượn vô nha. Nào, vô vô. Wow. Hai đứa này xê qua nó tao chụp chung cho tắm. Cứng cười đi, cứng cười đi chứ. Ờ chụp ba đứa chính giữa chết thảm thiết á. Rồi, để nó ngoài anh chụp cái này. Cưng nha, cưng nha. 2, 3. Trời ơi, hay quá. Rồi, qua đây đi em. Qua đây, qua đây. Gái, mượn ghê gái. Dạ, rồi, rồi. Thôi nhớ trả tiền cảnh trí em nha. Gái chụp cho 2 tấm. Rồi, rồi, ngồi đi. Bây giờ anh chụp cho cưng một cái toàn thân. Thấy không? Rồi nữa có bề gì có cái thờ. Nghe em. Rồi, xè hai bàn tay ra. Xè đủ 10 ngón. À, 2 bàn 10 ngón em đó nè. Bây giờ mắt em coi như là thanh thản chút xíu coi. Thanh thản có nghĩa là em chấp nhận với cái làm trở về cát bụi đó, hiểu không? Rồi nha, 1 2 3 chị chuẩn bị nha. 1 2 3. Trời ơi hay quá, đẹp quá, trời quá đất kìa. Bóng 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 gì mày? Mua bóng bóng đi chú. Mày đó nha, tao đến tụi cha tụi chú mày mà bóng bóng gì đó mày? Ủa đâu có đâu, con bán bóng bóng con mời chú mua, lạ gì chú la làng lên vậy? Mày bán bóng bóng? Dạ. Hú hồn tụi nó chửi mình. Qua đây chụp tiếp đi cưng. Thôi bán đi. Qua đây nha, qua đây nè. Để qua đây chụp chó. Bây giờ. Trời ơi. Cái điệp khúc này tao nghe quen lắm nè. Ngày nào nói với khách cũng té xong. Trời ơi, chưa tự làm. Làm dễ sợ. Trời ơi, con chó. Ôi, máy chụp hình đâu rồi? Trời sao không rồi? Dạ. Thì hình tôi làm sao? Thì cũng trói luôn. Bây giờ sao? Mai tôi quẩy tôi chụp lại cho. Nhớ ra. Hả? Ông, có mời ông ngồi. Dữ không? Đợi nãy giờ có nhiêu đó hả? Dạ, ông ơi ông. Công nhận ông lớn tuổi mà ông khỏe ghê. Trời ơi, ông cộng một lúc hai người luôn, ông giỏi quá à. Ôi, khỏe quá. Khỏe gì đó mà thấy bà cô nội vậy. Ta không giỏi sẽ được, ông quen sẽ được. Dạ. Ta là thần và cái tư. Dạ thần. Thần Đông. Thần Đông. Nhỏ bị lớn kìa, ta là thần Đông. Dạ. Yeah. Trời ơi, mà sao hai mấy đứa mày sao dở quá mua bác ở đây nè. Rồi rằng này chụp hình ở đây nè. Này làm người mẫu ở đây nè. Có cái cây cầu đó bắt không được đó. Trời. Để ai giúp cho. Chỗ này chuyện lớn lắm không? Lớn cái gì nó dễ ở. Đóng tiền vô, góp công góp sức vô. Có cầu bắt qua đi là khỏi chích túi. Có gì đâu khó. Trời ơi ông ơi, hồi xưa cũng có người quyên góp vậy. Rồi cuối cùng là có người đóng, rồi người không. Rồi cuối cùng đâu ai xây đâu ông ơi, khổ lắm rồi. Tại sao mấy đứa mày nè, nhỏ này hết nè, dân địa phương đây nè, đóng tiền vô xây cây cầu, đi lại mua bán thuận tiện dễ dàng hơn, khỏi có chích túi với hai cái thằng này. Dạ đó, thì hồi xưa mấy người cũng kêu đóng góp tiền xây cầu, mà cuối cùng người đóng người không đóng thì cuối cùng bỏ luôn rồi. Chưa đóng thì bây giờ đóng, chưa bỏ tiền ra thì bây giờ bỏ, có cây cầu trong nay mai thôi. Nó dễ ở. Ủa đóng tiền là có cây cầu hả không? Ờ. Ê đóng tiền có cầu cái gì cầu lẹ dễ tiền không? Thôi. Đóng cái gì? Tiền bạc sổ sách ai quản lý? Rồi có tin được không? Đóng tiền xong rồi gom đi luôn sao? Khoan. Hai Thúy, mày với khách chụp hình của mày mới rớt xong phải không? Dạ. Tao đi tắt ráng nha mà tao vớt được cái máy nè. Của con á. Trời ơi, dễ sợ luôn. Nè. Dạ. Ồn ào gì à, bàn xây cầu phải không? Dạ. Trời ơi, ở đây ai mà xây dựng gì? Ông, con đóng tiền. Nam kia. Dạ.
đứng lại miệng. Giàu mà sao đóng có nhiều ha. Chủ dựa cám heo lớn giúp vùng này mà. Đừng có tưởng ta không biết nè. Bên kia bờ sông là Nam đang xây một cái nhà máy xay gạo. Chất thải đổ xuống sông, ô nhiễm môi trường. Làm gì ta không biết mà đóng có nhiều ha. Ông còn đóng thêm tiền. Nè, biểu ra đây nè. Dạ. Giàu quá trời mà, giàu nứt trứng mà sao mà keo kiệt vậy vậy con? Đóng nhiều đi con, phước đức càng lớn. Chứ giàu mà nó keo kiệt thì sao hả ông? Thì nặng thì hôi nhĩ tì, về nhẹ thì liệt giường liệt chiếu. Thôi được, để con đóng thêm, ông đừng có rủa con nữa trời ơi. Nè ông, dạ, đó, con nhiều lắm hết á. Ai vậy? Ai vậy? Dạ con. Lạ quá. Nè, mấy đứa. Dạ. Mấy nữ này. Khoan, trời ơi, con. Ê, đứa nghe nè. Chú Tư Ca. Thường á, ông ở đây là ông keo nhất cái làng này. Tại sao hôm nay tự nhiên móc tiền, móc bạc nó đóng hết trơn vậy? Hả? Sao vậy chú Tư Ca? Chú Tư, bộ chú đổi tánh rồi hả? Ủa chú Tư, hồi nãy móc tiền đưa mặt vẫn cười tươi như hoa nữa. Ủa quá ta. Đánh đi nghe. Dạ. Không biết làm sao nữa. Chú đóng thì chú biết làm sao đóng nữa. Kỳ đó. Lạ quá à. Rồi đó ông, bây giờ sao? Nè, dạ. Mấy nữ này bỏ tiền vô đi con. Dạ, 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 dạ. Đây, thằng Nam nó bỏ vô đi con. Để chú Tư có sổ sách, chú Tư ghi tên đàng hoàng đâu đó. Dạ, bong bóng. Con nhỏ bong bóng. Dạ, dạ, con bán xôi rau. Rồi, bán xôi. Dạ, dạ, con bán thịt. Bà bán thịt. Còn với chú Tư, con. Con trai, chú Tư ghi tên là con gì đây? Người mẫu chụp hình, chú Tư. Người mẫu chụp hình, rồi. Ê, chụp hình. Dạ, con đang chụp rồi chú. Mày chưa có đóng tiền đó. Không lát đóng. Giờ để chụp tấm là bằng chứng đã. Khoan, đóng đi rồi hãy chụp hình đi. Mang. Ê, nó đòi chụp hình làm bằng chứng đúng không? Rồi. Chụp tấm làm bằng chứng nè. Rồi, làm bằng chứng kìa. Đẹp quá. Rồi, bằng chứng cho mày vô đóng tiền đi. Rồi, vô đóng tiền đi. Mau lên. Mau. Dạ, con đóng tiền. Thở chụp hình. Rồi, xong rồi đó. Rồi. Đó. Rồi bây giờ mình trở về buôn bán lại đi. Rồi đó. Nay mai có cầu gì đi. Xôi đi. Nè, ông Thần, nãy giờ tôi thấy hết rồi nha. Tại sao ông làm phép, ông bắt mọi người hay là móc tiền bỏ vô nón, gỡ vàng ra bỏ vô nón, ông làm sao? Thì nói nó không nghe, nó không chịu bỏ vô, làm phép cho nó bỏ vô. Hồi nãy tôi nghe rõ ràng nha. Ông nói á, nếu mà ai mà không bỏ tiền vô thì bị bệnh nè ha, còn nếu ai bỏ càng nhiều thì càng giàu, đúng không? Có không? Làm gì có phép bệnh, phép giàu sang, phép sung sướng, không có đâu. Vậy ông lường gạt rồi. Lường gạt sao được, trong nay mai đóng tiền vô, góp vô đây cho nhiều, cất được cây cầu thì giàu sang, sung sướng, hạnh phúc, vì mua bán dễ dàng, đi lại thuận tiện hơn, thì mọi người sẽ khấm khá hơn, cuộc sống thứ tư đẹp hơn. Vậy là tôi hiểu rồi. Mưu kế của ông giỏi thiệt. Chính các ngươi dạy cho ta đó thôi. Nhưng mà coi đây nè. Chưa hết hả? Chưa hết đâu. Hô biến. Hết hẳn hà. Đêm con hai bác. Chúc mừng khánh thành cầu. Chúc mừng khánh thành cầu. Chúc mừng khánh thành cầu. Nhạc vô. Lên xuống cho sôi động. Trời ơi. Trời ơi, sao bà đi khánh thành cầu mà bà làm gì bà giống như đám cưới vậy bà? Đi khánh thành cầu chứ đi đâu. Nhưng mà làm gì dám ngương miệng ghê vậy bà? Tao nói cho tụi bay nghe. Tao đi vô tiệm cô dâu làm đầu á. Xong rồi, nhìn thấy cũng hơi lố. Nó hơi lố một chút, nhưng mà nhìn kiến thấy đẹp nên anh để luôn. Trời ơi, mà con nói nha, cô
công nhận cái cầu này làm xong đẹp ghê vậy đó. Đúng rồi đó Bác Tư, nhờ có cái cầu này nè mà bà con mình đi qua đi lại dễ dàng á. Bác Tư biết không, bây giờ mấy đứa em con nó đi học á, nó khỏi phải bơi xuồng nguy hiểm, chỉ đi trên cầu thôi. Nè nè, ta nói riêng cái dựa cám của Bác Tư thôi nè, xe nó chạy thẳng từ bên này xong lên cầu, nó qua bên kia xong nó vô trại, tao nói heo ăn không kịp luôn. Nè cái ông mà dẫn động tụi mình xây cầu nè. Dạ. Anh thầu nè với lại thằng xây tới kìa. Nhạc mấy con. Tôi nói nha, thay mặt bà con ở trong xã, tôi nói cảm ơn ông nè, rồi anh thầu xây dựng với lại xây, rồi người thiết kế, người xây cầu, người vận động, nhờ vậy cái xã nó có cái cầu, trời ơi, nó hoành tráng vậy. Quay cận mặt Bác Tư cái con, đó, đây, rồi được đây con. Hay quá. Vậy bà con của mình có tính đặt tên cho cây cầu chưa? Có rồi, đi tìm ngày, đi lựa ngày, lựa giờ để đặt. Nhưng mà tìm có ra cái ngày tốt. Thôi sẵn hôm nay Khánh Thành đặt luôn đi. Con có ý kiến nè. Con thấy á, ông nè là người hơn nghĩ ra phải xa đến đầu. Thành ra con quyết định là đặt tên là cầu ông đi ông ha. Đặt tên cầu ông nghe nó kỳ lắm con ơi. Bà con nghe tôi nói nè, bà con thấy ông đặt tên cầu ông nghe nó kỳ lắm. Bởi vậy giờ tôi quyết định vậy, bà con đặt tên cầu theo tên của tôi đi. Cầu là sao? Cầu thầu. Trời ơi, cha làm cầu cho lấy tiền rồi đặt tên cha gì? Đúng rồi, ông làm cầu cũng lấy tiền mà đặt tên ông gì? Để con nói với Bác Tư với bà con nghe nè, con thiết kế cái cầu này không có lấy tiền, vậy hãy đặt tên con làm kỷ niệm đi. Là con muốn cầu gì? Dạ cầu xây. Trời ơi, xây kỳ thầy. Bác Tư nói nè, đồng ý là con giúp bà con thiết kế cây cầu, nhưng mà con không có bỏ đồng nào ra hết à? Sao đặt tên con được? Trong khi đó nè, mọi người dòm Bác Tư nè. Thấy cái gì đây không? Dòng qua. Đó, tại sao Bác Tư có dòng qua này biết không? Bác Tư gì con? Bác Tư vừa thôi trao đảo hình ảnh với Bác Tư. Thì mày phải quay từ xuyên cái dòng qua tới mặt Bác Tư nè đó. Quay cận mặt đi, Bác Tư nói đôi lời với bà con nè. Thiệt ra đó, Bác Tư là cái người mà đóng tiền nhiều nhất ở trong cái xã của mình. Cho nên cái cầu này á phải nên được đặt theo tên của Bác Tư. Thôi Bác Tư ơi. Cho nên mình phải gọi cái cầu này á là cầu cám. Dạ chủ cầu cám xin chào quý vị. Con là con thấy này nè, xây cái cầu á chú tôi là người có lợi nhất á, không xe chở cám từ xa hồi tới nhà chuồng heo nhà Bác Tư có lợi nhiều nhất còn gì nữa. Nhưng mà tụi con cũng đóng tiền vậy. Thôi cho tôi ý kiến đi. Vậy cái giờ cái vụ tên cầu đặt sao đi, chứ bữa nay Khánh Thành cầu chứ phải bữa nay Khánh Thành vụ ghi lộn đâu mà ghi lộn ôm sòm sao tôi không biết được nè nè. Trời nói bắt 10 với bắt 9 tới rồi kìa. Ê anh chị vô đây, vô đây, trời nhé. Đẹp. Trời ơi con chị 10 hôm nay đẹp ghê chưa, tôi nói vàng đeo đỏ hết nghe. Nghe nè, sao hai bà tới trễ vậy? Thì đó, chờ bả mà đeo ba cái vàng vòng thì không mà đi trễ vậy đó. Bà mười, làm gì mà đeo vàng đỏ, người ở đâu mà nhiều dữ vậy bà mười? Thì cái vàng này ở đâu? Xây cho. Đâu có đâu má, con đâu cho má đâu. Ủa vậy chứ bà. Đâu? Cái bà này sao rồi, dễ quên, con này còn trẻ mà dễ quên. Miếng coi. Đây nè, nói cho bà con nghe. Dạ. Chị chờ ở đây có nói với tôi ba cái vàng dòng này á là do cái kinh phí mà xây cầu nè. Rồi ông thầu với thằng xây á tính ra sao nó còn dư. Rồi hai người chia với nhau rồi thằng xây mới lấy số tiền ở đó nó mới cho chị trả đây là số vàng đó. Nói nghe nè, bây giờ vậy nè. Trời ơi sao mình ở đây mình không đi ra ngoài cái cầu đó, biết chi không, cái mình quay phim chụp hình để làm kỷ niệm. Bà, hồi nãy giờ tôi có nói gì không mà bà quýnh tôi như vậy? Du Duyên. Du Duyên sao? Ông Du Duyên.
Trời ơi, cái chuyện này á là tôi chỉ kể nhỏ cho một mình ông nghe thôi. Mắc mớ gì tự nhiên ông khai hết cho bà con ta nghe vậy? Thì thằng xây nó lấy tiền của kinh phí xây cầu, nó cho bà rồi bà sắm vàng thì nó sắm vàng đúng rồi cái gì đó. Không phải. Cái tiền này á là thằng xây xây nó cho tôi ít lắm. Còn cái tiền mà tôi có vòng vàng này á là cái đó tôi thu thuế của bà con. Đó. Thu thuế, tôi nói là thu thuế để tròn thần, hiểu không? Chứ đâu phải tiền này của thằng xây cho hết thì tôi cũng đâu. Là tiền của bà con đóng góp. Thì nói vậy là đúng rồi, cứ khiêu khiêu quẹt quẹt tôi hoài à. Chỉ tay xuống cầu nha, chỉ tay xuống cầu nha. Rồi cái nha, cười cái nha. Đó. Sao ông Chính với bà Mười không ra quay phim chụp hình cho đẹp? Thôi để người ta quay trước. Quay trước đi. Quay trước hết mấy người kia đi. Xong xuôi rồi một hình đó tôi với ổng quay riêng. Kỷ niệm nguyên một cái đồng một cái kêu bằng gì một cái cùng băng riêng của ai cũng thôi. Dạ rồi, để con lo. Bà con nè, giơ tay lên coi nè. Ông Chính. Hả? Con một con hoa mắt hay sao vậy nè? Trang bị sao? Sao con này là ông Chính nhìn vô đây coi. Thấy không? Kéo ra hết được rồi. Thôi nhìn ngoài. Sao con thấy cây cầu? Hồi nãy nó dấu ớ. Mà sao giờ nó giống dấu á? Á. Tham lam, rút ruột công trình, ăn bớt vật tư mới xảy ra cái tai nạn như vậy. Đó bà thấy chưa? Tiền bạc của bà con đóng góp mà thằng Thầu với thằng Xây con của bà ăn sáng ăn bớt chi mà chia nhau bây giờ đó vàng dòng bà đeo này nè. Cái này là cũng từ mà mồ hôi nước mắt của mọi người. Đó bà thấy không? Nó vàng dòng bà đeo bây giờ nè, nó xảy ra cầu sập nè, rồi chết người này có phải là nguy hiểm không? Ôi ác nhân sắc đức quá mà. Không có đâu, tôi này thằng Xây nó cho tôi ít, còn ít này là do ta đã nói với hai người. Cuộc sống này tốt, đẹp, xấu hay là như thế nào là do chính con người các ngươi mà thôi. Nhưng tôi hiểu rồi. Hiểu hết rồi. Cái vàng dòng này là nó tiền của bà con đó. Mà lấy mà mua vàng chi bây giờ mà thấy mà đeo cho cố cho mà nặng bà mà sạch cầu thế chứ. Ông thần ơi, tôi hiểu hết tất cả mọi chuyện rồi ông thần. Nhưng mà tôi nói ông nghe, cái vụ mà thằng Xây nó cho tôi á là nó cho ít thôi, còn cái này là tôi nói là tôi thu thuế. Tôi thu thuế của bà con dân nạp cho ông. Nhưng bây giờ tôi hiểu hết cái mọi tội lỗi của tôi rồi, bây giờ tôi xin trả lại. Dạ bây giờ ông mà đòi mà phạt tôi cái gì tôi cũng chịu hết trơn á. Trời ơi, lần này tôi thấy vậy là tôi sợ lắm rồi. Tháo phụ giùm coi đứng nó nói không hà. Mà đeo cho cố vô, đeo mấy tiếng đồng hồ mới được mà. Đó. Đó bây giờ còn hai cái chỗ khoen nè, tháo luôn đi. Rồi không tháo từ từ, tôi tháo hết, tôi trả hết. Rồi ông giờ ông phạt tôi gì tôi cũng chịu á, tôi sợ quá. Tiền rồi. của dân chúng người ta đóng góp nghĩ làm sao mà lấy được. Tôi nói cho bà biết, bà đừng tưởng tôi không biết. Bà còn một cái tội nữa kìa. Dạ tội gì cũng thật. Tội lợi dụng cái xây cái cầu này là xe đạp 500, xe gắn máy 1.500, xe gym 2.000. Biết không? Dạ biết, tôi nói biết chứ, tôi nói tôi thu thuế cho mọi người để mà cho ổng, cho mọi người tin hết trơn. Trời ơi, rồi thành ra tôi mới được nhiều. Thôi đừng có nói nhiều nữa. Giờ sao ông thần cái ta nổi cơn khùng lên á, nhốt bà vô cái chai đó bây giờ đó. Dạ thôi, trời ông thần ơi, tôi trả hết rồi. Tôi xin thề là lần này là lần cuối cùng, không bao giờ mà tôi có cái tánh như vậy nữa. Và lần này ta rút thêm một kinh nghiệm là ta sẽ giám sát chặt chẽ cái sửa chữa cái cầu này lại để tình trạng ăn bất vật tư không còn xảy ra nữa. Dạ. Bây giờ
ta nhờ hai người, ta sẽ quá phép ta vô trong cái chai. Hai người đóng nút lại, thả ta xuống sông để ta trôi đi những nơi khác, để giúp những người dân nơi khác có cuộc sống tốt đẹp hơn. Hai người nghe đây. Hồ biết. Vô khẩn cấp. Ông thần ơi, ông thần nút chai, ơi, nút chai, nút chai. Ủa cái gì vậy? Ủa cái gì vậy ông? Ủa sao ông không hát cho tôi nghe rồi hái hoa lục bình gắn lên tóc tôi mà ông làm gì mà ông la làng lên rồi ông thật. Hồi nãy làm như tôi với bà có nằm mơ. Ông. Mà tôi thấy ông ơi, ông thần. Đúng vậy. Hiện ra từ trong cái chai. Ông phóng từ trong chai phóng ra. Rồi cái ổng ổng xây cây cầu. Rồi cái ổng kêu bà con đóng góp xây cầu. À. Rồi cái xong rồi cái đóng góp xây cầu cái rồi. Cầu nó bị cái thằng sao? Cái thằng xây rồi với bà. Đó rồi thu thuế làm sao? Rồi là làm ẩu làm tả sao rồi bà lấy mà tiền bạc cái chuyện xây cầu đó bà sắm vàng. Cái rồi cái cầu nó sập. Rồi hết hồn hết vía trời ghê quá trời. Vậy tôi với bà cùng chung giấc mơ hả? Ủa vậy làm sao? Thì đó. Ê ông nói nghe. Thôi cái đó là mơ cả. Mơ ngoài đời không có vậy. Không sao có. Tự nhiên trong giấc mơ tôi xấu dữ vậy trời. Nè, đúng không? Ở ngoài đời tôi đâu có vậy đâu. Tôi cho bà biết. Trong mỗi con người của mình á. Ừ. Nó có hai cái điều. Điều tốt, điều xấu. À. Điều thiện, điều ác. À. Mà cái đạo đức của mình mà không tu dưỡng á. À. Mà nó sẽ cái chờ xấu cái mà xấu. Nó có cơ hội. Đúng, chờ thời cơ, cơ hội nó sẽ ra. Bộc phát ra. Nó lấn lướt cái thiện, nó lấn lướt cái tốt. Bà ghê lắm. Bà phải kiểu là bà phải chịu khó. Thấy không? Là phải tu rèn cái đạo đức. Ông bắn tôi vậy trời? Tánh tham lam nè. Không, đó, cái đó là trong giấc mơ chứ ngoài đời tôi đâu có vậy đâu. Biết vậy nhưng mà trong giấc mơ, nhưng mà trong mỗi con người đều cái thiện cái ác cái xấu cái tốt đều trực trở đó. Mà không tu dưỡng đạo đức á là cái xấu nó trồi lên, nó lấn lướt cái thiện. Thầy biết rồi, dặn tôi mà tôi cũng dặn ông vậy luôn á. Ê nói nghe nè, cái trong giấc mơ là có cây cầu. Nhưng ước gì bây giờ giấc mơ trở thành sự thật không ha. Sẽ có một cây cầu cho bà con mình được sung sướng ông ha. Tôi cũng mong vậy đó. Chà, không biết chừng nào mà cái mơ ước của mình có cây cầu để cho bà con đi qua đi lại. Mà mỗi lần mà tôi thăm bà đó, rồi cái... Không mà, có lội sắc quần sắc áo vậy nữa ha. Má rồi, ơi, má. Cái... Ủa? Má ơi. Ủa? Anh Say. Anh Say. Kìa, má. Bác Chính. Chính vô đi kiếm con nhậu á. Không có thôi, má vô Chính đâu vậy con? Dạ, con ở trên xã mới về. Vậy con ha. Biết ngay là má ở đây mà. Chào. Mày đâu mà mặt hớt hớt hải như vậy? Dạ con trên xã về, con vừa nhận được tin mừng cho nên con chạy về nhà không thấy má, con biết ngay là má ở ngoài này với bác Chính mà. Thì sẵn thì ngày nào rảnh rảnh là tao với má mày cũng ở đây. Dạ sẵn có má với bác Chính con xin thông báo một tin mừng. Tin gì? Dạ đây nè má. Sao? Cái con sông này nè má. Ừ. Là chuẩn bị có cây cầu bắc qua rồi đó má. Con nói cái gì? Dạ. Con sông này có cái cầu. Dạ. Mà tiền nhiều lắm, cả tỷ lấy tiền đâu trời ra. Đất ơi, cả tỷ bạc lận. Lấy tiền đâu mà xây. Dạ má với bác Chính cứ yên tâm, đây bản vẽ con đang cầm trên tay đây nè. Nó không phải là cây cầu bạc tỷ đâu má, mà đây là một cây cầu dây văng, chỉ có 300 triệu thôi. Tiền này là do các nhà hảo tâm đóng góp lại mà làm. Còn cái vấn đề thi công á là bà con mình cùng làm với sự chỉ dẫn của kỹ sư đó má. Trời ơi, ông ơi, mừng quá. Trời ơi, như vậy là có cái cầu mơ ước rồi ông ơi. Như vậy là mai mốt á, ở cái dòng sông này sẽ có cái cầu á là để tụi nhỏ đi học nè. Rồi buôn bán á, giao thông nó cũng thuận lại nè. Rồi mỗi lần mà tôi qua thăm bà nó cũng thuận tiện nữa. Không có chèm nhẹp giống như mấy bữa trước. Sao ạ? Bà, với thằng Say quay, tôi nhắc nhở. Khi mà nhận kinh phí làm cầu, con phải nhớ là con phải nhắc nhở mọi người trong mà cái mà những người mà thi công chung với con á phải làm sao là bảo quản kinh phí đó. Kinh phí đóng góp bao nhiêu thì phải xây dựng hết bấy nhiêu. Đúng rồi, chứ không có được mà phải có trách nhiệm trong cái chuyện mà xây cầu. Đúng, không được ăn chia ăn bớt với nhau. Ừ, ăn chia ăn bớt. Nói tới bà nữa. Ủa, vậy có đó gì? Cả bà nữa. Đúng đó ra. Không có phải gì mà cái lợi ích cá nhân đó, rồi cái gì mà lợi ích mà cá nhân của mình đó, rồi là bà nha. Đó là bà lập cái chỗ mà thu thuế, cái trạm phí gì đó bà thu tiền, rồi xe gắn máy, xe đạp, cái gì người đi qua cũng lấy tiền hết đó. Ông vô duyên, ông vô duyên. Cái đó là trong giấc mơ chứ bộ, ở ngoài người ta vẫn tốt.
con sẽ hứa với bác Chính con làm đúng với trách nhiệm của mình. À hay quá.